mì ba miền tôm chua cay lấy nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Trường Trí tuệ Việt Nam đưa ra thử thách thư viện mini. Trên sân khấu, một thư viện mini được dựng sẵn. Ban giám khảo và MC Trấn Thành chọn ngẫu nhiên và đọc lần lượt một phần nội dung trên bìa của 5 cuốn sách. Tuyển thủ phải nhanh chóng liệt kê các thông tin: tên tác phẩm, tên tác giả, năm xuất bản đầu tiên, đơn vị phát hành. Liệt kê đúng thông tin của 4 trên 5 cuốn sách, thử thách thành công. Tiên cứ tưởng là đề bài sẽ đưa ra về một cái thông điệp nào đó trong cái nội dung nào đó trong cuốn sách, nhưng không, đề bài đưa ra là một cái text ở đằng sau. Đề vậy ai chơi lại? Đề quá khó. Nếu mà nói độ khủng của nó thì chúng ta phải nói đến một số liệu này của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam đã thống kê. Theo Bộ Giáo dục thì trung bình mỗi năm người Việt Nam chỉ đọc hết 4 cuốn sách. Nếu mà so với Nhật Bản, Do Thái, Phần Lan, họ đọc đến 20 cuốn sách một năm. Nhưng cái điều đáng báo động nhất là ở trong 4 cuốn này chỉ có 1,2 cuốn sách là sách ngoài thôi, còn 2,8 cuốn sách còn lại là sách giáo khoa. Đây toàn bộ là 1.000 cuốn sách nằm ngoài, không phải sách giáo khoa. Nếu mà đọc theo tốc độ này của người Việt Nam thì bạn ấy cần sống, chết, rồi sống, rồi chết 3 lần mới đọc hết. Có nghĩa là cần 250 năm mới đọc hết. Còn nếu đọc đúng chuẩn chỉ có 1,2 cuốn sách ngoài 1 năm thì bạn ấy mất 833 năm mới đọc hết. 833 năm. Nói về 1.000 cuốn sách đã đọc là một chuyện, mà nhớ nội dung của nó để rồi từ một cái text bìa thôi mà biết được tên cuốn sách, tên tác giả, năm phát hành đầu tiên và đơn vị phát hành của nó. Và tôi hy vọng rằng là tiết mục này làm hài lòng quý vị. Xin mời anh Nguyễn Quang Dũng hãy cho điểm độ khó của tiết mục này và cho tôi biết ý kiến của anh về điều này. Thật ra hồi nhỏ thì ba tôi cũng không có ép phải đọc sách gì cả. Nó nói con thích đọc sách gì cũng được, tại vì con đọc bất kỳ một cuốn sách nào thì nó giống như con có một cái phần đời của một người khác, cho nên là cuốn sách nào nó cũng có cái giá trị của nó. Và ở trong cái thời buổi này thì tôi nghĩ rằng tuyệt đối, bởi vì thật ra xã hội chúng ta hiện nay người ta đọc sách rất là ít, bản thân mình cũng vậy, cho nên là tôi rất là trân quý những người nào mà yêu sách. Cảm ơn anh Dũng. Mời Tóc Tiên. 4. Vì sao? Cảm xúc của em dành cho bạn thuộc nữ này là chắc chắn là 5, thậm chí là 10, 100 gì đó luôn. Tại vì chị rất là ngưỡng mộ những bạn trẻ nào đọc rất là nhiều sách như vậy. Nhưng mà để mà nói về điểm độ khó thì cái bề dày đọc sách trên dưới 10 năm rồi, và với một cái tình yêu đam mê thực sự cho sách, thì chị nghĩ là đây là một thử thách rất khó, nhưng chị tin là em hoàn toàn có thể làm được. Dạ, em cảm ơn chị. Với điểm số 4 của giám khảo Tóc Tiên, đó là động lực để mình cố gắng hơn. Anh Dương Anh Vũ. Tôi thi kỷ lục thế giới á, nó không phải là một chương trình truyền hình, cho nên cái độ phủ sóng của tôi nó không có. Nhưng mà bạn đang sở hữu một cái điểm rất mạnh, đó là cái việc bạn thể hiện năng lực của mình trên sóng Siêu Trí Tuệ và cả nước thấy được điều này, thì nó sẽ là một ngọn lửa rất lớn, nó thổi bùng cái năng lực đọc sách của đặc biệt là người trẻ Việt Nam. Và anh cho em số điểm này là bởi vì anh tin rằng em sẽ tỏa sáng và em mang cái ánh lửa của em đến mọi miền Tổ quốc. 5 điểm thưa quý vị. Chúng ta sẽ đến với 5 cái đề. Mỗi vị giám khảo sẽ chọn dùm thành một cuốn, thành một cuốn nữa là 5. Và nếu như bạn đúng 4 trên 5, thử thách thành công. Mời em bước về ghế khiêu chiến. Lựa chọn bắt đầu. Khi đọc cầm một cuốn sách, mình sẽ lật xem cái text ở đằng sau, nó càng mông lung, nó càng mơ hồ, nó càng vô định, thì mình nghĩ đó nó sẽ càng gây khó cho thuộc nữ. Em có đọc cuốn này rồi. À, Anna Phan rất là hay. Mình sẽ không có tìm những cuốn sách mình yêu thích, mà mình lúc mình đi tìm là mình tìm những cái cuốn sách nào khi mình đọc cái đó không có nhắc tới nhân vật, nó không nhắc mô tả tới cái không khí, cái không gian hay bối cảnh của cái câu chuyện đó. Với những tiêu chí riêng, các giám khảo sẽ lựa chọn những cuốn sách như thế nào để thử thách tuyển thủ của chúng ta? Hãy cùng chờ xem. Em đã chọn được cuốn sách của em rồi. Ngày hôm nay chúng ta có giám khảo anh Nguyễn Quang Dũng, cho nên là khi mà Tiên nhìn thấy cuốn sách Chiến lược Ngà là giống như là bất giác luôn, là cầm ngay liền cuốn sách đó.
Thiếu nữ đánh cờ vây cũng được xem như là một cái tác phẩm khá là nổi tiếng. Đối với các bạn trẻ Việt Nam thì việc mà tiếp cận với cả văn học Trung Quốc ấy thường chủ yếu lại là văn học mạng. Có lẽ là ít người chú ý đến cái tác phẩm này. Đấy chính là cái lý do mà tại sao tôi lại lựa chọn cái tác phẩm đấy. Lúc đó thật sự mình đã rất là lo lắng. Mọi thứ xung quanh, âm thanh, ánh sáng, ban giám khảo, nó làm mình cảm thấy thực sự áp lực. Liệu Thuật Nữ có vượt qua thử thách này hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bây giờ, từng người sẽ đọc cái text bìa cho bạn và bạn sẽ đưa ra 4 dữ liệu: tên cuốn sách, tên tác giả, năm phát hành đầu tiên và đơn vị phát hành của nó. Xin mời anh Nguyễn Quang Dũng bắt đầu. Quá nhiều thông tin để mà phải phân tích, để mà phải ghi nhớ trong đầu bạn ấy. Tăng Lương thèm một chuyến đi khi ở nhà. Bạn Lương có ý muốn quay về khi đang trên đường rong ruổi. Ngay từ cuốn sách đầu tiên thì mình đã cảm thấy khá là hồi hộp, vì câu trích dẫn thực sự rất là mơ hồ, cho nên mình đã phải suy nghĩ khá là kỹ càng trước khi quyết định đưa ra câu trả lời cuối cùng. Dạ, em xin được trả lời cuốn sách mà đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đang đọc có tên là Trên đường rong ruổi của tác giả Phạm Công Luận. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào năm 2014 do Phương Nam Book phát hành. Thật ra thì tôi cũng chưa đọc cuốn này. Khi mà quyết định chọn cái cuốn sách này, bởi vì trong cái lời sau này nó rất là mông lung và nó rất là khó để đoán, tại vì nó không có dính tới tên nhân vật hay là tên truyện. Và mới đọc con câu đầu tiên mà bạn đã gọi tên được cuốn sách và chính xác hoàn toàn. Chúc mừng. Ông nói về nhân vật các thứ, tôi đọc lại tôi thấy cái tựa tôi đầy nhân vật, tôi đổi liền. Thì đổi qua thành xin. Mời anh Dương Anh Vũ. Với phong cách văn chương trữ tình, với sự bao quát gần như mọi mặt của tri thức loài người, tài tình đến mức tưởng như không có thật. Với cuốn sách thứ hai thì mình đã nghĩ đó là một cuốn sách thực sự khó, vì anh Dương Anh Vũ là một người rất thích đánh đố thí sinh. Nhưng ngay từ câu đầu tiên, rất là may mắn là mình đã nhận ra đó là tác phẩm nào. Em xin được trả lời. Cuốn sách mà anh Vũ đang cầm trên tay là một cuốn sách của Carl Sagan, tên là Vũ trụ. Được xuất bản lần đầu năm 1980 do Nhã Nam phát hành. Hoàn toàn chính xác. Khi mà chọn phần sách để kiểm tra nữ thì tôi đã chọn 2 lần. Và cuối cùng tôi chốt lại ở cái tác phẩm với tựa đề là Vũ trụ, vì nó là sự kết hợp giữa khoa học và văn chương. Một cái là khoa học xã hội và một cái là khoa học tự nhiên. Rất hiếm những tác phẩm như vậy. Cảm ơn anh. Và đây là sách của Tóc Tiên. Nó chứa đựng tất cả các yếu tố để làm nên vẻ đẹp cho một câu chuyện: ngôn ngữ đối thoại, cách dựng truyện, lựa chọn nhân vật. Tiên còn nghe nói một cái sự thật, hình như anh Dũng trong một lần đó làm văn như thế nào đó liên quan tới bài Chiến lược ngà của bố mình, nhưng anh ấy làm được có 4 điểm thôi. Thì cho nên là Tiên mới cảm thấy cái điều đó rất là thú vị, cho nên là Tiên quyết định là chọn cuốn sách đó. Em xin được trả lời. Đây là một tác phẩm rất là nổi tiếng của nhà văn Việt Nam. Tác giả ấy có liên quan mật thiết đến một vị giám khảo, trong 4 vị giám khảo đang có mặt tại trường quay ở đây. Đó là tác phẩm Chiến lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, xuất bản đầu năm 1966 do Phương Nam Book phát hành. Đúng lần 3. Rất cảm ơn bạn, bạn đã biết tác phẩm văn xuôi của cha tôi, còn biết thêm một tác phẩm của ông đó là tôi nữa. Vậy bạn có biết cái tác phẩm này được sản xuất năm bao nhiêu không? Em xin lỗi là em sẽ về nghiên cứu thêm ạ.
Còn nhà văn Nguyễn Quang Sáng thì bác sinh năm 1932, mất năm 2014. Bác đã có rất là nhiều những cái tác phẩm kinh điển dành cho văn học Việt Nam. Một trong số đó, tác phẩm Cánh Đồng Hoang đã được dựng thành phim, và đây là một bộ phim cực kỳ xuất sắc của điện ảnh Việt Nam. À, cảm ơn. Em rất là nhớ ba, bởi vì mấy ngày hôm trước cũng đang nghĩ rằng là, và cũng đang lên cái kế hoạch là mình sẽ làm lại cái bộ phim. Cho nên là cũng có những cái cảm xúc rất là riêng tư ở cái khoảnh khắc đó. Tôi sẽ xin đọc một câu trích như này nhé. Mộng mơ, mãnh liệt câu chuyện tình yêu dị thường này thật là đẹp, gây sốc và buồn. Sau khi nghe giám khảo Trần Thành Nam đọc câu trích dẫn đầu tiên thì mình đã cảm thấy là ôi, đây là cuốn sách gì vậy? Thực sự lúc đó mình không hề nhớ ra một chi tiết nào trong cuốn sách đó cả. Tuyệt vời và tinh tế như một đóa hoa chạm bằng ngọc. Ở đây tôi chỉ đọc những cái đoạn mà bình luận của những cái tác giả khác. Có lẽ là đấy là một cái yếu tố mà làm cho Thục Nữ có thể là phải hơi bị xáo trộn một chút, bối rối khi mà nhận diện lại về cái tác phẩm này. Một lối văn xuôi đơn sơ với những hình ảnh làm lay động tâm trí, nối tiếp của những giọng kể thôi miên như trong giấc mộng, đối lập với một cốt truyện bạo liệt. Kiểu như là vò đầu bứt tai là thôi chết rồi, không biết phải như thế nào, mãi vẫn không nhớ ra cái hành động đó nó thể hiện ra bao ngoài về cái sự lúng túng của nữ luôn. Anh có lấy lộn cuốn sách Thư 1001 không anh? Chừng mực, chính xác, cái phong lịch sử mãnh liệt ở phía sau đã tạo ra một khung cảnh hấp dẫn cho câu chuyện về một mối tình tưởng như không thể. Dường như cuốn sách mà giám khảo khoa học Trần Thành Nam lựa chọn bắt đầu gây khó khăn cho tuyển thủ trong quá trình truy xuất thông tin. Được, cái cuốn sách nó khó mà cái tựa nó cũng lâu, viết nhiều thông tin. Cái tựa này khó tìm ở ngoài, chỉ ở thư viện. Thục Nữ sẽ chọn cách chinh phục hay bỏ qua quyển sách này? Sao cô gái? Em bỏ qua cuốn sách này. Ok, tôi không bất ngờ gì lắm. Tại sao tôi không bất ngờ? Bởi vì đôi khi cái bộ não chúng ta nó bị trơ. Mà khi nó bị trơ rồi thì bạn có ngồi đó nguyên 24 tiếng đồng hồ, cái dữ liệu đó nó vẫn không thể trích xuất lại được. Thanh bại nằm ở tay tôi. Từ nãy giờ tôi đổi sách 3 lần là vì nhìn vào đâu đó tên nhân vật rất nhiều, cụ thể cũng rất nhiều. Cho nên tôi chuyển sang một cuốn sách vô thưởng vô phạt về nội dung, cũng giống như cách mà anh Nam đã trình bày, để xem lần này bạn có đoán được hay không. Với cuốn sách cuối cùng của anh Thành, mình cảm thấy thực sự rất là áp lực, vì đây là cơ hội cuối cùng của mình để có thể hoàn thành thử thách này. Không cúi xuống mà là hòa mình với cỏ cây, không phải chìm vào thiên nhiên mà là tan loang cùng với từng ngọn gió giao mùa. Không chỉ có sống chậm mà là rất chậm. Có thể người ta sẽ sơ sót một cái cuốn nào đó, nhưng mà thật ra cái tỷ lệ mà sơ sót thêm cuốn nữa với cái khả năng của bạn đó thì sẽ rất là thấp. Em xin được trả lời tác phẩm nằm trên tay của anh Thành. Đây là cuốn sách Mùa trôi tranh quang gắn của tác giả Hương Thị. Xuất bản lần đầu năm 2013 do Phương Nam Book phát hành. Hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, đúng được 4/5 thử thách, thành công. Để thuyết phục hơn, đề nghị anh Nam đọc bất cứ một nội dung nào đó mà anh cho rằng nửa mờ nửa ảo trong cuốn sách, để xem bạn có biết được cuốn sách này là gì không, để thuyết phục mọi người. Làm sao mà cậu chấp nhận một chuyện dở hơi thế được? Thời buổi bây giờ khác rồi. Bây giờ con cái đâu có phải nhất nhất vâng lời cha mẹ. Bố tớ viết thư, nếu tớ từ chối ông ấy sẽ cắt tiền nuôi tớ. Trong quá trình các bạn học ghi nhớ và trích xuất dữ liệu, đôi khi chúng ta sắp xếp cái dữ liệu á, nó không đúng cái khuôn khổ cần thiết của nó, cho nên cái việc trích xuất lại nó lâu. Anh Nam có lấy sách ở nhà anh tới không? Trời, tôi cũng nghi ngờ quá. Không, thư viện khoa học tổng hợp. À, nó có dán tem phải không? Nghĩ là em đã có kết quả rồi. Wow. Dạ. Chúng ta cùng chờ xem. Đó là tác phẩm Thiếu nữ đánh cờ vây của Sơn Táp, xuất bản lần đầu năm 2001. Cuốn sách này ở Việt Nam do Nhã Nam phát hành. Chính xác thưa quý vị.
Phải nói là rất nhiều những thông tin gây nhiễu thưa quý vị. Chuyện nào nó cũng có những cái bối cảnh, đôi khi nó na ná nhau, câu chuyện cũng na ná nhau. Và nếu mình đọc một cách vô thưởng, vô phạt như vậy thì đôi khi không thể nào ngay trong tức thì mình có thể biết được nó là gì. Nhưng thưa quý vị, luật là luật. 4/5 thử thách thành công. Mì ba miền tôm chua cay bảy nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Tôi xin có thêm một cái thử thách nâng cao độ khó với cả thục nữ được không? Mặc dầu là thục nữ đã đưa ra được cái đáp án là 4/5 tác phẩm. Tại vì thục nữ đã chưa hoàn thành một cách tuyệt đối cái thử thách là 5/5 cái tác phẩm. Vì vậy cho nên là tôi cũng quyết định là sẽ làm thế nào đấy để nâng cấp cái độ khó và để giúp bạn ấy thể hiện được cái năng lực một cách nhiều hơn. Chúng ta sẽ biết được rằng là mỗi tác phẩm văn học nó có thể gắn với một cái giai đoạn lịch sử nào đó. Có rất là nhiều những cái tác phẩm điện ảnh đã được chuyển thể từ những cái tác phẩm văn học đó. Và tôi cũng muốn là sẽ kiểm tra xem thục nữ ngoài cái việc là đọc các tác phẩm văn học đấy có hiểu về bối cảnh, hoàn cảnh lịch sử của những cái tác phẩm đó hay không. Liệu rằng là anh Vũ có thể giúp tôi làm cái thử thách này được không? Để công bằng thì em sẽ hỗ trợ cho thầy, nhưng thầy phải là người chọn tác phẩm. Tôi tin rằng nếu mà chỉ dừng lại ở phần thử thách chính thức mà không làm phần thử thách nâng độ khó thì cái số điểm của thầy Nam sẽ rất thấp, có thể là không thể tiến cấp được. Em xin lưu ý nhỏ thế này, 1.000 tác phẩm văn chương của em là 1.000 tác phẩm kinh điển thế giới, có nghĩa là đó là những cái tác phẩm mà thế kỷ thứ 18, 19, 20 của những tác giả lớn. Còn bạn nữ thì còn khá là trẻ nên bạn đọc nhiều tác phẩm đương đại, cho nên em hy vọng là anh chọn giúp em 3 tác phẩm kinh điển. Tôi tưởng là coi như là giám khảo Dương Anh Vũ là ủng hộ bạn ấy. Tức là em đọc đương đại nhiều hơn, bây giờ bạn ấy bảo là chọn 3 tác phẩm kinh điển. Tôi đặt niềm tin vào Dương Anh Vũ để cậu ấy đưa ra những cái câu hỏi, những cái từ khóa rất là khó để giúp cho thục nữ có thể thể hiện được năng lực của mình. Bạn nào mà từng đọc tác phẩm kinh điển thì sẽ phát hiện ra trong đó nó gắn rất là nhiều dữ kiện về lịch sử nè, về văn hóa, về ngôn ngữ. Thậm chí là ví dụ như tác phẩm Không Gia Đình, bạn sẽ theo được chân cậu bé Remy xuống miền Nam nước Pháp để vào những cái mỏ than. Trong đó tác giả mô tả rất là kỹ là than đá đã hình thành như thế nào, nó là dị chất nhá, nó là hóa học nhá, đúng không ạ? Cho nên văn chương có tất cả những thứ mà loài người cần, cho nên tôi cần thầy Nam chọn giùm tác phẩm kinh điển. Nhất trí. Tôi đã lựa chọn 3 cái cuốn sách cũng với những cái ý đồ rất là rõ ràng. Vì tôi muốn rằng là những cái điều gì mà thục nữ đọc ấy nó không phải chỉ là nhớ đơn thuần hoặc là đọc để biết được cái tình tiết của câu chuyện đơn thuần. Qua thử thách này phải là một người thực sự am hiểu và yêu mến cũng như là hiểu được cặn kẽ nội dung của quyển sách đó. Ồ, anh viết bằng tay trái à? Wow. Mình làm gì cũng tay trái cả. Hẹn gì nãy giờ anh tạo ra nhiều điều ngang trái quá. Nhân viên sale ở nhà sách nè. Quảng cáo sản phẩm. Rồi, bắt đầu nhé. Dạ. Yeah. Từ khóa đầu tiên. Bà huyện Thanh Quan. Từ khóa đầu tiên bà huyện Thanh Quan đưa ra, tôi cảm thấy là hoang mang luôn, là tôi không biết là tại sao anh lại đưa ra cái từ khóa như vậy. Từ khóa thứ hai. New York. Thấy ghê không? Hai từ khóa không liên quan gì hết. Từ khóa thứ ba. Thế kỷ 19. Tác phẩm tôi muốn nói đến là gì? Nếu bạn không liên kết được tất cả 3 từ khóa này lại, tôi thề rằng bạn sẽ không biết tác phẩm đó đâu. Thục nữ sẽ đưa ra đáp án nào trong khi các từ khóa hoàn toàn không liên quan? Cái từ khóa đó không liên quan gì đến cái tác phẩm, nó chỉ dựa vào tác phẩm để nó biến thể. Cho nên chỉ cần người chơi không hiểu được nội dung từ khóa và không liên kết được, mở rộng được nữa thì chắc chắn sẽ bí từ khóa và không bao giờ liên kết lại để tạo được tác phẩm. Với những gợi ý giám khảo Dương Anh Vũ đưa ra thì mình cảm thấy keyword bà huyện Thanh Quan là gợi ý khó nhất. Và cái việc tìm ra điểm chung giữa bà huyện Thanh Quan và tác phẩm này nó thực sự rất khó và nó làm mình phải suy nghĩ rất là nhiều.
đối với những bạn siêu trí nhớ thì có thể học thuộc lòng được đó, nhưng mà nếu như chỉ học thuộc lòng thôi thì chắc chắn sẽ không. Em đã có câu trả lời rồi ạ. Tác phẩm đó là gì? Dạ, đây là tác phẩm Đồ Gió Hú của Tân Hoa. Đồ Gió Hú của Tân Hoa. Xuất sắc! Nổi da gà! Tôi nổi da gà! Em có thể giải thích được không? Từ khóa đầu tiên, thực ra là em đã suy nghĩ rất là nhiều về từ khóa này. Cuối cùng thì em đã phát hiện ra là Bà Huyện Phan Quang và tác phẩm này có một điểm chung. Đó là năm mất của Bà Huyện Phan Quang cùng với năm mất của tác giả của tác phẩm này là Amy Ron. Hai người này mất cùng vào năm 1848. Tôi có thể suy đoán nó liên quan đến là một cái sự kiện gì đấy, hay là cùng lấy chồng, hay là cùng thế nào. Hóa ra là năm mất. Bà Huyện Phan Quang sinh năm 1805, mất năm 1848. Bà là một nữ sĩ của nền văn học Việt Nam cận đại. Chồng của bà là Lưu Nghị, ông từng là tri phủ huyện Thanh Quan, ngày nay thuộc tỉnh Thái Bình. Cho nên là mọi người thường gọi bà là Bà Huyện Thanh Quan là như vậy. Bà từng giữ chức cung trung giáo tập dưới thời vua Minh Mạng. Và sau khi chồng bà mất thì bà trở về làng Nghi Tàm, ngày nay thuộc Hà Nội, để sinh sống của các con. Và một năm sau thì bà qua đời, vào năm 1848. Từ khóa thứ New hai York. Bối cảnh ở trong tác phẩm này đó là vùng Yorkshire của Anh. Và Yorkshire thì nó có liên quan đến New York. Liên quan chỗ nào? Vào năm 1614 thì thực dân Hà Lan nó khai khẩn nơi đây. Và nó đặt tên cái vùng đất này là New Amsterdam. Đến năm 1664, chiến tranh Anh-Hà Lan diễn ra. Anh nó giành quyền cai trị vùng đất này. Và vua Charles II lúc đó đã để cho em trai của mình là James cai quản vùng đất này. Mà James lúc đó là công tước của xứ York, cho nên ông đổi tên cái vùng đất New Amsterdam thành New York là để vinh danh. Nó là một cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nếu mà chúng ta đọc, chúng ta không nhớ, chúng ta không hiểu thì sẽ không bao giờ mà có thể tìm ra được cái chi tiết đó. Về từ khóa thứ 3 là thế kỷ thứ 19, thì đây là tác phẩm duy nhất của nữ nhà văn Emily Bronte. Nó xuất bản vào năm 1847, là nó ra đời vào thế kỷ thứ 19. Nếu mà thử thách về trước đó thì nó là về bề ngang, nhưng mà đến với cái thử thách nâng cấp thì nó là bề sâu của cái trí nhớ cũng như là cái kiến thức của thục nữ. Rất thuyết phục luôn. Cuốn tiếp theo. Cảm ơn em, chúng ta sẽ tới phẩm 2. Tự nhiên tôi hoang mang quá. Thôi 2 thôi anh ơi, đừng 3. Đúng rồi, 2 thôi. Thật ra nếu mà mình phân tích dữ liệu ở dạng từ khóa thì tri thức loài người sẽ không bao giờ dừng lại được. Nó cứ tiếp nối, bởi vì trong bản thân một từ khóa nó đã có thêm nội dung khác, và nội dung đó lại có thêm nhiều từ khóa trong đó nữa, cho nên nó cứ khai triển hoài. Cho nên đây là một phương pháp cực kỳ hiệu quả, và bản thân sơ đồ tư duy mind map của Tony Buzan cũng được phát triển dựa trên cái cách thức này. Chính vì cái phương pháp đó nằm trong một cái system khá là rộng lớn, cho nên mình túm cái system này. Vì vậy cho nên là thí dụ mà bạn trả lời được 2/3 thì coi như bạn thắng anh nhờ. Ok. Tôi sẽ chọn nha, trong hai tác phẩm này. Xin mời đại diện của nhà sách siêu trí tuệ. Từ khóa đầu tiên, Steven Chavez. Từ khóa thứ hai, Polonium. Từ khóa thứ ba, kim cương. Khi mà anh Vũ đưa ra keyword đầu tiên là Stephen Belbert thì mình đã đoán được đây là tác phẩm nào. Em có câu trả lời rồi. Tôi có câu trả lời đây. Sắp được ăn cơm rồi quý vị ơi. Em nó không trả lời là không được ăn cơm tối. Dạ em xin trả lời, đây là tác phẩm Danh Sách của Schindler của tác giả Thomas Thưa các bạn, tôi là một người yêu văn chương. Đó là lý do tại sao á, khi mà nữ thực hiện thành công phần thách của mình thì tôi cảm thấy rất là phấn khích. Đầu tiên là từ khóa Steven Belbert. Steven Belbert là một đạo diễn. Dựa trên tác phẩm này thì ông đã làm ra một bộ phim cùng tên là Danh Sách của Schindler. Tác phẩm này phát hành vào năm 1993. Nó đã đạt được 7 giải Oscar. Trong đó có những hạng mục như là phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất và kịch bản chuyển thể hay nhất. Ngoài ra thì nó còn nhận được các giải thưởng là 7 giải BAFTA và 3 giải Quả Cầu Vàng. Anh biết cái phim? Biết. Nhưng mà cái giải mà không nhớ bao nhiêu giải thôi. Về từ khóa kim cương thì trong cái cuốn sách này nó có một chi tiết là
khi mà người Đức Quốc xã tập trung những người Do Thái đến với cái trại tập trung Auschwitz của họ thì Schindler đã dùng tiền để cứu những người này. Nhưng mà khi trên đường di chuyển thì có một cái chuyến tàu nó đi bị lệch hướng, nó chuyển thẳng đến cái trại tập trung của Đức. Nên là lúc này Oskar Schindler mới đến tận nơi và hối lộ cho một tên sĩ quan người Đức một túi kim cương để cứu những người này. Và chính cái hành động này của Oskar Schindler đã nói lên cái tấm lòng cao đẹp. Ngày hôm nay tôi nghĩ rằng Thục Nữ đã thành công trong việc lan tỏa ngọn lửa tri thức đến với mọi người. Thưa quý vị, cái phần hồi nãy đọc ra tựa sách nó không làm tôi nổi da gà bằng cái phần này. Đây là cái lúc mà chúng ta mới bắt đầu gọi là khui ra trong cái hộp sọ đó bên trong chứa những gì. Và thật sự bạn đang làm mọi người kinh ngạc đấy. Bởi vì đây là những kiến thức, thưa quý vị, không chỉ qua việc đọc sách mà có được, mà nó phải qua cái sự yêu sách, yêu lịch sử, yêu sự kiện, mê những gì mà mình có được, mình đọc được. Chứ chỉ còn đọc lướt qua thôi thì làm sao mà nhớ hết được tất cả những cái dữ liệu này. Vì vậy cho nên trước tiên là cho anh Dương Anh Vũ một tràng vỗ tay. Và tôi nghĩ là tràng vỗ tay lớn hơn hết hãy dành cho cô gái đã chinh phục được thách thức của anh Dương Anh Vũ. Thưa quý vị, Thục Nữ. Còn dữ liệu nữa em nói nốt luôn đi, chuyện tò mò quá. Em còn anh gợi ý không? Đất nước xảy ra sự kiện này là tên gì? Ba Lan. Polonium là một nguyên tố phóng xạ được Marie Curie tìm ra. Và bà ta là người Ba Lan cho nên bà ta mới quyết định đặt tên cho nguyên tố này là Polonium, tên tiếng Latin của đất nước Ba Lan. Trời đất ơi. Anh xin lỗi em, bởi vì anh ác quá. Anh ơi, cái này là lỗi anh Dũng. Cái này là kiến thức về hóa học, nó nằm ngoài cái văn học rồi. Trời đất ơi, cái từ khóa gì trước quá. Riêng cái này tôi phạt anh đọc thêm 1000 cuốn sách nữa. Mà do tôi viết. Cảm ơn sự hợp tác cực kỳ hữu ích của giám khảo khoa học Trần Thành Nam. Cùng một lúc chúng ta được chứng kiến trận battle của hai siêu trí tuệ Việt Nam, thưa quý vị. Thế là vui. Nhưng bản thân mình cảm thấy khoảng cách giữa mình và Dư Anh Vũ là một khoảng cách cực kỳ xa. Và mình sẽ phải dành rất là nhiều thời gian nữa, có thể là 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm thì mới có thể xứng đáng với cái tên gọi này. Lúc đầu, quý vị thấy là làm chương trình này, tổ đạo cụ là một cái tổ mà tôi phải nói quý vị vỗ tay tuyên dương. Chuẩn bị đạo cụ, tôi nói thiệt, mang 1000 cuốn sách này để lên trên cái kệ này là phải đi mượn hơn chục nhà sách ở Việt Nam mới kiếm được ngần này tài liệu để mang lên đây quý vị ạ. Không phải dễ đâu. Rồi người ta bày biện lên trên sân khấu bao nhiêu thứ. Trong mỗi một tiết mục quý vị xem chỉ vỏn vẹn vài chục phút ở nhà, nhưng ở hiện trường chúng tôi ghi hình hàng mấy giờ đồng hồ một tiết mục. Và tôi cứ nghĩ đây là một trong những tiết mục nhanh nhất cho đến khi Dương Anh Vũ xuất hiện. Em gái, lời hại đấy, chúc mừng em. Anh Thành Tre xin phép em nói vài câu này trước khi anh Nam cho điểm. Cái việc mà em có được tiến cấp hay không, nó là do Phó sư Tiến sĩ Trần Thành Nam quyết định, chứ anh không quyết định được. Nhưng anh ngay ở giây phút này anh khẳng định với em là em đủ điều kiện để phá vỡ cái lục thế giới của anh. Một câu nói này sức nặng. 1000 cuốn sách, 24 tuổi, phá vỡ kỷ lục của kỷ lục gia thế giới Dương Anh Vũ ở năm 28 tuổi. Anh chỉ ước mơ gì là không có dịch để anh mời ổng qua tận nơi đây để ổng chứng kiến, thì em khỏi mất công phải bay sang Ấn Độ. Và anh cũng muốn bắt tay để anh nhắc lại lời ổng hứa với anh. Đó là ổng bảo với anh là khi anh xác lập xong cái lục này thì ổng bảo với anh là 50 năm nữa cũng sẽ không có người phá cái lục của bạn. Nhưng chỉ mới 5 năm thôi. Hay quá. Mà một điều anh tự hào nữa, cái kỷ lục này nó vẫn ở lại Việt Nam. Yeah. Từ những cái cảm xúc là lo lắng, rồi hơi thất vọng, rồi là buồn, sau đó thì vỡ òa ra. Và đây cũng là một cái cung bậc cảm xúc đi theo đúng cái mô hình hình sin như vậy, từ cái cực dưới lên cực trên ở trong tiết mục của Thục Nữ. Thì thưa quý vị, hãy đến với điểm số mà giám khảo khoa học dành cho bạn. Wow. 140 thưa quý vị. Anh Trần Thành Nam cho em biết ý kiến của anh khi anh đẩy con số lên điểm 10 ạ. Thục Nữ có thể là một đại diện truyền cảm hứng, phát triển văn hóa đọc. Khi mà chúng ta đang hàng ngày hàng giờ đọc ở trên điện thoại với những cái ngón tay cứ lướt 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 như thế này, thì có những cái tình yêu đam mê với từng cuốn sách,
hiểu về lịch sử, hiểu về địa lý, hiểu về con người. Thực sự em là bộ bách khoa toàn thư trong siêu trí tuệ Việt Nam. Cảm ơn em. Thực ra thì đến bây giờ em đã khá thoải mái hơn rồi. Mục tiêu của em đến với chương trình đó là em muốn sau này khi mà thế giới nhắc đến Việt Nam thì ngoài những cái giá trị to lớn mà Việt Nam đạt được thì người ta còn biết đến người Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu về tỷ lệ đọc sách. Cảm ơn em. Giống như là Maxim Gorky đã nói, chúng ta hãy thường xuyên đọc sách, nhưng hãy nhớ rằng sách chỉ là sách. Chúng ta phải biết tư duy. Bạn đọc nhiều sách nhưng bạn phải biết áp dụng nó vào thực tế. Bạn phải biết hành động, chứ bạn đừng bao giờ đọc một cách thụ động. Wow. Kết nối tri thức với cuộc sống. Đấy là thông điệp mà em đã mang đến cho siêu trí tuệ Việt Nam. Và chúng tôi cảm ơn em vì điều này. Cảm ơn em. Và anh phải nói, với tư cách là một người ít đọc sách, anh hứa sẽ đọc nhiều hơn để không phụ lòng em mong muốn. Dạ, em sẽ tặng cho anh nên tặng cuốn nào dễ đọc để anh bắt đầu vỡ lòng. Tại vì mới vô em đẩy mấy cái nặng nặng, anh đuối. Anh cảm ơn chưa. Thưa quý vị, như một sự kế thừa, thế hệ này nối tiếp thế hệ sau, kỷ lục được sinh ra để phá vỡ. Thưa quý vị, như thế nào gọi là một thế hệ? Là nơi đó cùng một thời điểm trong gần một thập kỷ, cùng lúc nhiều nhân tài gặp nhau. Đó là giao điểm của những sự cực thịnh trong văn hóa, nó mới tạo ra được thế hệ. Xin mời anh đại diện cho chương trình gửi tặng cho bạn chiếc cúp danh dự. Xin mời. Nhớ giữ lời hứa của mình. Dạ, em lúc nào cũng giữ lời hứa. Dạ. Em hứa là em sẽ không làm anh thất vọng. Thưa quý vị, hôm nay Dương Anh Vũ đã gặp thuộc nữ, và đó là thế hệ của siêu trí tuệ Việt Nam. Yes. Mời em. Gọi tên em, cô gái đến từ Quảng Nam. Hôm nay mình cảm thấy rất hạnh phúc vì ngoài việc thực hiện thành công thử thách tại siêu trí tuệ Việt Nam, mình cũng đã một phần nào thực hiện được ước mơ của mình, đó chính là lan tỏa việc đọc sách đến tất cả mọi người.